24 chiến đấu cơ Trung Quốc lại xông thẳng vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khi hòn đảo chạy đua cùng Bắc Kinh để gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Một mặt Đài Loan theo sát và ứng phó với bầy chiến cơ hung hãn, mặt khác lên án Trung Quốc. Hòn đảo gọi sự ức hiếp của Bắc Kinh chẳng khác gì những kẻ tội phạm, chuyên ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Chưa hết, Đài Loan tỏ ra ngoan cường khi đẩy mạnh phát triển tên lửa Hùng Phong thế hệ mới, có thể tấn công vào mục tiêu sâu trong đất liền Trung Quốc. Cùng lúc, Mỹ cắt cử hai vận tải cơ siêu ngân hà tới giúp sức cho Đài Loan phá âm mưu tấn công tên lửa của Trung Quốc. Kế hoạch cụ thể như thế nào? Bên cạnh vùng eo biển sụp sôi, các nước ven biển Đông cũng không thể thinh lặng trước sự bành trướng quá mức. Gần đây, Việt Nam phản đối Trung Quốc điều vận tải cơ hạng nặng đến Trường Sa. Trong khi đó, ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Philippines bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp. Đồng thời, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á là Indonesia cũng bắt tay với Mỹ diễn tập hàng hải chung, hơn nữa triển khai thêm lực lượng theo dõi hải quân Trung Quốc. Các nước khu vực đều tức giận và lo ngại trước thái độ hung hăng của người láng giềng phương Bắc. Thế nhưng bất ngờ thay, càng xưng hùng tranh bá, Trung Quốc lại càng để lộ một điểm yếu chết người. Gót chân ASEAN đó là gì? Sau khi liên minh quân sự AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc được thành lập, Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ và có thể chạy đua vũ trang như thế nào? Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì về nguy cơ chiến tranh lạnh có thể cắt xẻ thế giới làm đôi? Bộ tứ kim cương họp mặt thượng đỉnh bàn sách lược ra sao để đập tan giấc mộng bá quyền của Bắc Kinh? Một tuần lễ vừa trôi qua với rất nhiều sự kiện gay cấn trên đấu trường quốc tế. Mời quý vị cùng điểm lại những diễn biến chính yếu và tìm lời giải cho những câu hỏi trong bản tin Thế giới trong tuần của FBNC ngay sau đây. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Thế giới trong tuần trên kênh FBNC. Thưa quý vị, tuần qua eo biển Đài Loan không chỉ nóng lên bởi những màn phô diễn sức mạnh quân sự như thường lệ, mà còn chứng kiến cuộc chạy đua khốc liệt giữa Trung Quốc và Đài Loan để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trung Quốc nộp đơn xin tham gia vào tuần trước và Đài Loan cũng vội vã nộp đơn vào ngày 22 tháng 9. Trưởng đoàn đàm phán Đài Loan John Dang thừa nhận có rủi ro nếu Bắc Kinh tham gia trước và chặn đường Đài Bắc bước vào hiệp định này. Với những động thái quyết liệt của hòn đảo, chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, nói rằng động thái của Đài Loan là không thể chấp nhận được. Bài viết tiếng Hoa của Thời báo Hoàn Cầu nêu rõ, Đài Loan đã vi phạm chính sách một Trung Quốc và cố tình làm khó việc xin gia nhập CPTPP của nước này. Và Trung Quốc kiên quyết phản đối và khẳng định chỉ có một chính quyền thống nhất ở hai bờ eo biển, nên chỉ cần một chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh là có thể đại diện cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trong các tổ chức quốc tế. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo cũng nêu rõ họ phản đối Đài Loan gia nhập CPTPP. Quan hệ giữa hai bờ eo biển là quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, không phải giữa nhà nước với nhà nước hay chính phủ với chính phủ. Tuy vậy, sau khi Đài Loan nộp đơn gia nhập, một thành viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ thấy đây là một động thái tích cực. Đài Loan có nền kinh tế thị trường thuần túy, các doanh nghiệp cạnh tranh công bằng, không bị sự chi phối và kiểm soát mạnh mẽ từ chính phủ. Sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế của Đài Loan đã được Tổ chức Thương mại Thế giới và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trong khi đó, trước việc Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập CPTPP, Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso cho rằng kinh tế nước này chưa phải là thị trường do các tập đoàn nhà nước khống chế mọi lĩnh vực. Hàng năm, những gã khổng lồ này nhận được số tiền không thể đếm hết từ chính phủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh quá lớn. Bộ trưởng Thương mại Úc cũng cho rằng chưa chắc Trung Quốc đã tuân thủ các quy tắc khi gia nhập CPTPP nếu nhìn vào cách họ dùng luật rừng để trừng phạt kinh tế nước Úc chỉ vì Thủ tướng Scott Morrison muốn điều tra nguồn gốc COVID-19. Cơn tức giận của Bắc Kinh đối với lá đơn xin gia nhập CPTPP của Đài Bắc không chỉ gói gọn trong những lời lẽ thịnh nộ, mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA còn điều 24 chiến đấu cơ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Năm 23 tháng 9. Trong đó bao gồm 18 tiêm kích tấn công, 2 oanh tạc cơ, 1 máy bay chống ngầm, 1 máy bay vận tải và 1 máy bay trinh sát điện tử. Chúng bay theo hình chữ L và hướng về góc Tây Nam vùng ADIZ. Đây là lần phô diễn sức mạnh rầm rộ nhất của PLA kể từ vụ huy động 28 máy bay chiến đấu cũng áp sát góc Tây Nam ADIZ Đài Loan hôm 15 tháng 6. Theo các nhà quan sát, trong những lần giằng mặt mới đây, ngoài việc răn đe nỗ lực gia nhập Hiệp định CPTPP, thì Bắc Kinh còn muốn cảnh báo Mỹ và các đồng minh hãy ngừng hậu thuẫn cho mong muốn độc lập của Đài Loan.
học giả Tô Tử Vân, chuyên gia phân tích cấp cao tại Viện An ninh và Quốc phòng Đài Bắc cho biết, 24 chiến đấu cơ Trung Quốc bay vào EDIZ trong một buổi sáng và trưa ngày 23 tháng 9 có thể đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung. Ông Tô cho biết, dàn chiến đấu cơ đã lướt qua kênh Ba Sĩ, địa điểm cực kỳ quan trọng mà Trung Quốc đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tàu ngầm tại đây để chống lại Mỹ và Đài Loan. Theo chuyên gia, máy bay trinh sát của Trung Quốc tuần thám trên kênh Ba Sĩ là nhằm thu thập dữ liệu điện tử ở tuyến đường hàng hải bận rộn này, nơi có nhiều tàu chiến của Mỹ và các nước khác đi qua. Ngoài ra, thì vụ 24 chiến cơ áp sát vùng trời Đài Loan diễn ra song song với các cuộc diễn tập của Hải quân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải và biển Bột Hải, cách Đài Loan khoảng 1.000 km về hướng Đông Bắc. Cục Hải sự Trung Quốc còn cho biết thông tin về một cuộc tập trận khác trên Biển Đông từ hôm thứ Sáu đến Chủ nhật. Với nhiều mục đích và hành động kết hợp như vậy của PLA, có thể thấy mỗi nước cờ của Bắc Kinh đều được tính toán kỹ lưỡng để gạt bỏ sự giúp đỡ của Washington dành cho Đài Bắc, từ đó chiếu tướng chính quyền của bà Thái Anh Văn. Thế nhưng đứng trước nanh vuốt của thế lực hùng mạnh thì hòn đảo 23 triệu dân vẫn giữ vững lập trường kiên định, không e ngại cường quyền. Mới hôm trước còn mệt mỏi đối phó với bầy chiến đấu cơ hung hãn, thì qua ngày hôm sau 24 tháng 9, Đài Loan vẫn lên án mạnh mẽ những đe dọa từ Trung Quốc trong việc hòn đảo này xin gia nhập CPTPP. Chính quyền Đài Loan gọi đây là các hành vi hung hăng, không khác gì những kẻ tội phạm chuyên ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Cơ quan ngoại giao Đài Loan ra văn bản phản đối việc PLA điều máy bay chiến đấu xâm phạm vùng EDIZ của hòn đảo gần như mỗi ngày. Ngoài ra, Đài Loan khẳng định Trung Quốc không có quyền để ra lệnh cho họ phải làm gì hoặc không làm gì. Những hành động hung hăng, hiếu chiến và xem thường luật pháp quốc tế như phong cách của những kẻ tội phạm vừa qua sẽ không đi đến đâu và chỉ khiến cho hai bờ eo biển thêm căng thẳng. Đài Loan sẽ tiếp tục vận động để tham gia vào CPTPP bởi các nhà lãnh đạo ở Đài Bắc hiểu rõ nếu Trung Quốc gia nhập hiệp định trước thì cơ hội cho hòn đảo sẽ bằng không vì Bắc Kinh sẽ khóa chặt mọi ngã đường để Đài Loan đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, viễn cảnh Trung Quốc gia nhập CPTPP sẽ còn nhiều chông gai do gặp phải sự phản đối và hoài nghi từ Nhật Bản và Úc. Nếu như các cường quốc Thái Bình Dương tỏ ra dè chừng, thận trọng với ý định của Trung Quốc, thì Mỹ, Úc, Nhật Bản và Canada được cho là bày tỏ tín hiệu ủng hộ Đài Loan gia nhập CPTPP. Tờ The Australian hôm thứ Sáu 24 tháng 9 trích dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao đang xem xét giấy tờ xin gia nhập CPTPP của Đài Loan tiết lộ, Úc, Nhật và Canada đang thảo luận để tìm cách giúp Đài Loan gia nhập hiệp định. Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan nói với tờ báo rằng, nước của ông sẽ làm việc với các thành viên CPTPP để xem xét đơn của Đài Loan trên cơ sở đồng thuận phù hợp với quy định hướng dẫn gia nhập. Ông Tehan nhấn mạnh rằng bất kỳ thành viên mới nào, dù là Trung Quốc hay Đài Loan, đều phải thuyết phục được các thành viên hiện tại rằng họ sẽ chơi theo luật. Điều này có nghĩa là đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao của hiệp định, cũng như các cam kết WTO và các hiệp định thương mại hiện có. Trước Úc, Nhật Bản và Canada, thì Nhật Bản cũng đã thẳng thắn ủng hộ Đài Loan trở thành thành viên của tổ chức này. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu mô tả Đài Loan là đối tác cực kỳ quan trọng của Nhật Bản, chia sẻ các giá trị cơ bản như pháp quyền. Tuy vậy, một quốc gia nhiều khả năng sẽ ngăn cản Đài Loan gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do là Peru, quốc gia hiện đang tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc vì Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Peru. Và dù cuộc đua tranh để gia nhập vào CPTPP còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn một điều là căng thẳng ở eo biển sẽ còn leo thang trong thời gian tới. Bắc Kinh sẽ càng hành động không nể nang, ra sức thủy y quân sự hay nghiêm trọng hơn là phát động đòn tấn công chiếm đảo. Trước những mối đe dọa chết người này, Đài Loan đang đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa phòng không uy lực. Gần đây, theo Taiwan News, các chuyên gia quân sự đã dành lời khen cho tên lửa hành trình Hùng Phong 2E phát triển nội địa của Đài Loan. Khi được tích hợp với các hệ thống GPS quân sự của Mỹ, tên lửa Hùng Phong 2E sẽ có đủ khả năng thay đổi hướng giữa đường để tránh bị đánh chặn. Giới chức Đài Loan dự kiến sẽ sớm thông qua gói ngân sách 240 tỷ đài tệ, tương đương với gần 8,7 tỷ đô la, để mua thêm các loại vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm tên lửa Hùng Phong 2E. Chi Jong, trợ lý nghiên cứu tại Viện Chính sách Đài Loan, cho rằng mục tiêu chính của tên lửa hành trình sẽ là tiêm kích và bệ phóng tên lửa, cũng như các căn cứ quân sự khác nằm sâu trong đất liền Trung Quốc. Ông Chia nói thêm, mặc dù tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 1.200 km, nhưng chúng không bay thẳng đến mục tiêu tấn công. Vì vậy, cần phải giám sát quỹ đạo của tên lửa, đồng thời tích hợp GPS quân sự của Mỹ để tránh bị phát hiện và đánh chặn. Học giả Tô Tử Vân từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Bắc cho rằng, Đài Loan có thể cải thiện độ chính xác của tên lửa nhờ hệ thống vi điện tử, công nghệ GPS, ảnh vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính. Nếu có đủ những yếu tố này, tên lửa Hùng Phong 2E ít nhất sẽ có thể áp sát mục tiêu trong bán kính từ 10 đến 15 mét.
Ông Tô nói thêm, hầu hết bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số trang bị cho tên lửa hiện đại đều được chế tạo ngay trong ngành công nghiệp chất bán dẫn của Đài Loan. Điều đó hứa hẹn viễn cảnh tươi sáng cho khả năng phát triển tên lửa nội địa của hòn đảo. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền và cách sống của người Đài Loan đã được chứng minh rõ ràng và họ cũng không cô độc trên con đường gian truân này. Mỹ, cường quốc chống lưng mạnh mẽ nhất của Đài Bắc, có một động thái đáng chú ý. Không quân Mỹ đã cử 2 máy bay vận tải lớn đến một căn cứ phía tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản để thực hiện nhiệm vụ bảo trì và huấn luyện. Từ đây, Mỹ có thể sẽ can thiệp nhanh chóng hơn nếu xung đột bùng nổ ở eo biển Đài Loan. Nguồn tin của Stars and Stripes hôm thứ Tư vừa qua cho biết cặp đôi vận tải cơ C-5M Super Galaxy được mệnh danh là lực sĩ bay với sức mạnh vượt trội đã đáp xuống căn cứ không quân Yokota được hơn một tuần. Ông Lu Lixi, cựu giảng viên Đạo viện Không quân Đài Loan ở Cao Hùng, bình luận rằng sự hiện diện của hai lực sĩ bay ở Yokota có thể xem là bài tập luyện mở rộng của cuộc diễn tập quy mô lớn Pacific Iron mà Không quân Mỹ tiến hành trên các đảo Guam và Tinian từ tháng 7. Cuộc diễn tập nhằm huy động tập trung một số lực lượng để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với mục tiêu biến các lực lượng này có sức sát thương mạnh mẽ hơn, dễ thích nghi và bền bỉ hơn. Mỹ còn đang thực hiện chiến thuật cơ động ở khu vực, nghĩa là điều máy bay chiến đấu và các khí tài quan trọng tới nhiều căn cứ không quân khác nhau khắp châu Á nhằm tránh việc tất cả bị hủy diệt cùng lúc khi kẻ thù tấn công tên lửa. Vào hồi tháng 7, Mỹ đã điều đến 25 tiêm kích tấn công tàng hình F-22 chim ăn thịt tới khu vực, một hành động thị uy mạnh mẽ chưa từng thấy nhằm gửi thông điệp răn đe PLA. Tuy nhiên, bầy chim ăn thịt này cần được bảo dưỡng liên tục, vì vậy đặt ra nhiệm vụ di chuyển các tiêm kích từ căn cứ về địa điểm bảo dưỡng và ngược lại. Đó có thể là những nhiệm vụ mà hai lực sĩ bay C-5M sẽ đảm nhận. Chuyên gia Lu cho biết, Mỹ đang muốn đảm bảo có thể điều động phi đội F-22 của họ đến nhiều đảo ở Thái Bình Dương, tránh việc chúng bị tên lửa của Bắc Kinh hủy hoại nhằm chặn đường Washington can thiệp vào giao tranh ở eo biển. Việc Mỹ đưa hai chiếc C-5M đến Nhật Bản huấn luyện là để sẵn sàng cho kế hoạch dự phòng đối với Đài Loan. Và mặc dù Trung Quốc tỏ lập trường không khoan nhượng với Đài Loan, từ lời nói cho đến hành động, thế nhưng một sự thật mà Bắc Kinh phải cay đắng chấp nhận đó là những sự ủng hộ không tưởng mà hòn đảo nhận được từ quốc tế trong những ngày gần đây. Mới đây thì Mỹ đã bất ngờ gửi lời mời đến Đài Loan cùng tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2022 RIMPAC. Đây là cuộc tập trận tác chiến hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần, quy tụ lực lượng từ nhiều đồng minh quan trọng của Mỹ như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Singapore và Úc. Lời mời là một phần trong đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2022, FY2022, NDAA, vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9. Sau 2 ngày cân nhắc và bỏ phiếu về các sửa đổi trong dự luật, Hạ viện đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2022, FY2022, NDAA với 316 phiếu ủng hộ và 113 phản đối. Trong dự luật có khuyến nghị, Bộ Quốc phòng Mỹ mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2022 và tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Trong dự thảo do Ủy ban Quy tắc Hạ viện đưa ra, các điều khoản liên quan đến Đài Loan chủ yếu được liệt kê trong mục 1243, 1247 và 1248. Trong mục 1248, điều khoản nói rằng lực lượng hải quân của Đài Loan nên được mời tham gia vào cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương được tiến hành vào năm 2022. Ngoài ra, chi tiết của mục 1243 trong dự luật NDAA kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng đệ trình một báo cáo về tính khả thi và khả năng cố vấn của việc tăng cường hợp tác giữa Vệ binh Quốc gia Mỹ và Đài Loan, được ấn định thời hạn nộp chậm nhất là vào ngày 15 tháng 2 năm 2022. Còn mục 1247 đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ để giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ của mình như được quy định trong đạo luật quan hệ Đài Loan. Riêng với mục 1244, dự luật yêu cầu báo cáo về những phát triển quân sự và an ninh của Trung Quốc, bao gồm chiến lược của quốc gia này liên quan đến Đài Loan và tình hình an ninh ở eo biển Đài Loan. Mục 1246 yêu cầu một báo cáo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng của họ ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, bao gồm cả những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thăm dò các đồng minh ngoại giao của Đài Loan trong khu vực. Tuy vậy, hiện tại dự luật NDAA vẫn còn cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua, cũng như có chữ ký cuối cùng của Tổng thống Joe Biden để thực sự chính thức có hiệu lực. Nói thêm về cuộc tập trận RIMPAC, nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971 để vun đắp và quản lý mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đồng minh của họ. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hiện coi cuộc tập trận là rất quan trọng để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quan trọng và đảm bảo tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế. Thưa quý vị, tuần qua Trung Quốc đã có nhiều động thái răn đe mạnh mẽ hơn ở eo biển Đài Loan, nhưng cũng không vì vậy mà để yên cho những khu vực biển đảo có ý nghĩa chiến lược khác, chẳng hạn như Biển Đông.
Vào hôm 23 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam sau khi Trung Quốc đưa vận tải cơ Y-20 hạ cánh trái phép xuống Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn những hoạt động tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển. Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi được đề nghị bình luận về thông tin PLA tuần trước điều vận tải cơ hạng nặng Y-20 cất hạ cánh trái phép tại đường băng trên đá chữ thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa Việt Nam. Tờ Thời báo Hoàn Cầu ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc nói rằng PLA đã đưa vận tải cơ Y-20 hạ cánh xuống đường băng đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp trên 3 thực thể vào ngày 16 tháng 9 để đưa binh lính đồn trú trái phép ở đây về đại lục. Đây không phải là lần đầu tiên mà Y-20 xuất hiện trái phép ở Trường Sa. Ảnh vệ tinh do hãng Maxar Technologies công bố hồi tháng 1 cho thấy một chiếc Y-20 đậu trên đường băng tại đá chữ thập hôm 25 tháng 12 năm 2020 nhưng không có hoạt động bốc dỡ hay tải hàng nào. Bà Hằng khẳng định hành động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và vi phạm luật pháp quốc tế. Và trong một động thái gây căng thẳng khác, Trung Quốc đang cân nhắc mua thêm khoảng 30 trực thăng chiến đấu của Nga với tham vọng chấp thêm đôi cánh cho các tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới, biến chúng trở thành những hung thần trên đại dương. Giới phân tích quân sự cho biết việc xúc tiến mua trực thăng KA-52K sẽ là thương vụ có giá trị lớn thứ ba của Trung Quốc, đồng thời thể hiện sự hợp tác mật thiết giữa Bắc Kinh với Moscow cùng đối đầu trực diện với Washington. Nhà nghiên cứu công nghệ quân sự Chu Thần Minh tiết lộ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tìm hiểu khả năng mua trực thăng KA-52K được một thời gian. Các tàu đổ bộ TAP-075 đòi hỏi một loại trực thăng chiến đấu hạng nặng. Hãng thông tấn Nga Avia.pro hôm thứ Năm tuần trước đưa tin PLA rất quan tâm đến loại trực thăng uy lực của xứ sở Bạch Dương và một đại diện Trung Quốc đã đến thăm xưởng sản xuất ở vùng viễn đông nước Nga. Có thể Hải quân PLA sẽ mua đến 36 trực thăng KA-52K. Trực thăng nói trên còn gọi là cá mập đen do hãng Kamov phát triển cho Hải quân Nga. Chúng được thiết kế đặc biệt để chống nước biển ăn mòn và có trọng lượng cất cánh vào khoảng 12,2 tấn, tăng 1,4 tấn so với thiết kế ban đầu. Nói về bầy cá mập đen uy lực, chuyên gia quân sự Tống Trung Bình từ Bắc Kinh cho biết KA-52K là trực thăng tấn công đóng trên tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga với cánh có thể gấp lại, ít tốn không gian và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tàu TAP-075 Trung Quốc. Ngoài ra, chúng là loại trực thăng hạng nặng duy nhất trên thế giới được trang bị ghế phóng, giúp phi công có cơ may thoát ra ngoài trong tình huống nguy cấp. Nếu hai bên thỏa thuận thành công, điều đó sẽ khích lệ sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa nền công nghiệp quốc phòng Nga-Trung trong tương lai. Bắc Kinh cũng vừa hạ thủy tàu TAP-075 LHD thứ ba vào tháng 1 năm nay, kỳ vọng có thể sử dụng các loại tàu tấn công đổ bộ giống như tàu sân bay mini. Chúng đóng vai trò quan trọng để tấn công chiếm đảo cũng như bảo vệ cái gọi là lợi ích hàng hải mà Bắc Kinh tuyên bố bất chấp luật lệ, đặc biệt là trên Biển Đông. Thế nhưng điểm yếu mấu chốt của TAP-075 là ngành công nghiệp sản xuất máy bay Trung Quốc vẫn chưa chế tạo được trực thăng vũ trang hạng nặng có thể đáp ứng nhu cầu của TAP-075, theo một nguồn tin thân cận với PLA cho hay. Vì vậy, thương vụ mua KA-52K sẽ là nước cờ chiến lược giúp Nga-Trung đôi bên cùng có lợi. Moscow có thêm tiền để phát triển vũ khí, còn Bắc Kinh có thêm thời gian để hoàn thiện ngành sản xuất khí tài nội địa. Một động thái đáng chú ý khác để lên án Trung Quốc đó là ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát thông điệp cho rằng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA về các tranh chấp Biển Đông cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 đã đem lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên. Philippines nhấn mạnh cam kết trong việc giữ Biển Đông là một vùng biển hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Không quốc gia nào có thể phá hoại hoặc làm giảm tầm quan trọng của phán quyết trọng tài. Trong đó, bác bỏ các quyền được cho là lịch sử của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích của Biển Đông. Trong video được quay trước để phát tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 46, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA về các tranh chấp Biển Đông cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 đã cung cấp các giải pháp đem lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên, tuân theo sự uy nghiêm của pháp luật. Do đó, ông Duterte cam kết việc giữ gìn Biển Đông như là một vùng biển hòa bình, an ninh và thịnh vượng là điều tối quan trọng. Ông tuyên bố không quốc gia nào có thể phá hoại hoặc làm giảm tầm quan trọng của phán quyết này.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Duterte nhắc lại, Philippines vẫn giữ nguyên lập trường tránh các hành động khiêu khích có thể gây ra thù địch giữa các bên tranh chấp biển, như đã nêu trong tuyên bố Manila về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế năm 1982. Ngoài Biển Đông, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi các quốc gia ủng hộ cơ chế COVAX của Liên Hiệp Quốc về chia sẻ vaccine toàn cầu. Indonesia cũng đang liên tiếp có hành động mạnh mẽ hơn để đương đầu với tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cho biết, ngư dân nước này sẽ được tổ chức thành một lực lượng tương tự với lực lượng dự bị vũ trang COMCAT tại vùng biển ở phía bắc quần đảo Natuna, khu vực trồng lấn với yêu sách đường chính đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Những ngư dân này sẽ vừa đánh bắt cá nhưng cũng vừa làm vai trò cảnh giới phát hiện tàu thuyền nước ngoài tại vùng biển Indonesia tranh chấp với nước ngoài. Chỉ huy hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia Ayat Abdullah nói với các phóng viên rằng 5 tàu hải quân được hỗ trợ bởi một cuộc tuần tra trên không đã được triển khai ở biển Bắc Natuna để đảm bảo an ninh cho khu vực. Ông Ayat tuyên bố, lập trường của hải quân trên biển Bắc Natuna là rất kiên định. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lợi ích quốc gia trong phạm vi quyền tài phán của Indonesia và phù hợp với luật pháp quốc tế. Sẽ không có sự khoan nhượng nào đối với hành vi vi phạm chủ quyền ở biển Bắc Natuna. Tuy nhiên, Jakarta vẫn khẳng định rằng các tàu đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và nó không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Đồng thời, Đại tá Wisnu Bandanditam, người phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cũng xác nhận với CNN rằng cơ quan này sẽ cho ngư dân tạo thành một lực lượng dự bị vũ trang tại vùng biển ở phía bắc quần đảo Natuna, khu vực chồng lớn với yêu sách đường chính đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Tên của lực lượng này là Ngư dân Quốc gia Indonesia NNI. Động thái này được cho là để tăng cường và duy trì sự hiện diện của các cơ quan đảm bảo an ninh hàng hải của nước này ở các vùng biển tranh chấp. Trung Quốc không đưa ra yêu sách chủ quyền với quần đảo này, nhưng yêu sách đường chính đoạn phi lý mà Bắc Kinh đưa ra trên Biển Đông nằm chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế EEZ mà Indonesia đưa ra quanh đảo Natuna. Năm 2017, Indonesia đổi tên vùng biển này trở thành biển Bắc Natuna để thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền tài phán. Và cũng vì quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, Indonesia ra sức củng cố năng lực phòng vệ thông qua cuộc diễn tập chung với Mỹ. Theo đó, tàu tuần duyên Mỹ Cotomaro đã tiến hành các hoạt động hàng hải và diễn tập với tuần duyên Indonesia và Cơ quan An ninh Hàng hải Bakamla tại eo biển Singapore. Trong một thông cáo báo chí, Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta cho biết mục đích của cuộc diễn tập là để nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Tàu tuần duyên Mỹ Cotomaro đã rời cảng Alameda, California vào tháng 7 để triển khai cuộc diễn tập kéo dài nhiều tháng ở Tây Thái Bình Dương, hoạt động dưới sự kiểm soát chiến thuật của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Tuần duyên này đang tham gia vào các cuộc trao đổi chuyên môn và các bài tập nâng cao năng lực với các quốc gia đối tác, cũng như tuần tra và thực hiện các hoạt động theo chỉ dẫn. Các loại tuần duyên như Monroe có khả năng chỉ huy và kiểm soát các phương tiện hỗ trợ hàng không và tăng sức bền cho các cuộc tuần tra tầm xa, cho phép các thủy thủ đoàn chặn đứng được các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Cùng với Indonesia, các thủy thủ đoàn của Mỹ đã tham gia các cuộc diễn tập thông tin liên lạc, diễn tập với nhiều đơn vị và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải khi ở trên biển. Sĩ quan chỉ huy tàu Monroe, Đại úy Blake Novak cho biết, cuộc diễn tập với các đối tác Indonesia tạo ra mối quan hệ bền chặt hơn, cho phép thủy thủ đoàn hai bên làm việc cùng nhau và xây dựng thế mạnh của mình. Việc tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác của hai bên sẽ thúc đẩy cam kết thống nhất về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh thịnh vượng và các quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia. Và bên cạnh tăng cường các hoạt động tuần hành hàng hải và diễn tập chung với các đối tác ở Đông Nam Á, Mỹ còn đang đẩy nhanh sản xuất máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-21 Raider để đối phó những thách thức từ Trung Quốc khi hai cường quốc ngày càng căng thẳng về Biển Đông và Đài Loan. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall trong một hội nghị ở Maryland vào hôm thứ Hai cho biết Mỹ đang sản xuất 5 máy bay B-21, nhiều hơn báo cáo trước đó 3 chiếc. Tướng Kendall cho rằng những thách thức từ Trung Quốc đang tăng lên, vì vậy Không quân Mỹ nhất định phải có nhiều loại tiêm kích, nhiều hệ thống vũ khí và phát triển được năng lực sử dụng chúng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Vào hồi tháng 7, tờ Defense News dẫn lời ông Randall Warden, giám đốc văn phòng lực lượng phản ứng nhanh không quân, cho biết các máy bay Raider đang được hiện đại hóa về hạt nhân. Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 100 chiếc B-21 có thể trang bị cả vũ khí thông thường và vũ khí nhiệt hạch được đưa vào biên chế trong khoảng 5 năm tới. Không quân Mỹ còn lên kế hoạch thay thế dần các oanh tạc cơ B-1 Lancer và B-2 Spirit để hình thành phi đội mới uy lực hơn, bao gồm các máy bay B-21 và B-52 cải tiến. Nhà nghiên cứu Chu Thần Minh từ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh cho rằng Không quân Mỹ đang đẩy nhanh sản xuất B-21, thay thế các thiết bị cũ kỹ và tăng cường khả năng tác chiến tầm xa để sẵn sàng chạm trán với Nga và Trung Quốc.
Ông Chu cho rằng việc Mỹ sản xuất cùng lúc 5 chiếc B-21 cho thấy họ đang lo lắng. Các oanh tạc cơ B-2 hiện giờ quá đắt đỏ và quá cũ, trong khi B-52 sẽ không đủ năng lực đối đầu với Trung Quốc và Nga trong thời gian tới. Chỉ có B-21 là phù hợp nhất để tấn công tầm xa. Hiện giờ, Mỹ vẫn điều các oanh tạc cơ B-2 và B-52 đến tuần hành trên Biển Đông giữa căng thẳng với Trung Quốc. Ông Chu cho rằng thời gian tới, B-21 sẽ đảm trách chính nhiệm vụ tuần thám này. Chuyên gia này nói thêm, Trung Quốc cũng đang phát triển oanh tạc cơ tàng hình H-20 nhưng sẽ được sử dụng chậm hơn B-21. Thưa quý vị, không chỉ eo biển Đài Loan hay Biển Đông, mà một khu vực hàng xóm khác của Trung Quốc cũng luôn ở trong tình trạng căng như dây đàn. Đó là do những tranh chấp không hồi kết giữa ông lớn châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới trên dãy Himalaya. Theo South China Morning Post, chiến khu Tây của quân đội Trung Quốc đã tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận đêm cho các đơn vị đóng gần biên giới với Ấn Độ, giúp cho binh sĩ làm quen với các trang thiết bị và vũ khí thế hệ mới. Trước đó, từ đầu mùa thu năm nay, một số lực lượng tại quân khu Tân Cương Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận tác chiến ban đêm ở khu vực núi cao khoảng 5.000 mét. Theo chỉ huy một đại đội nói với tờ PLA Daily rằng, Trung Quốc đã thay đổi lịch trình và yêu cầu binh sĩ đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn về huấn luyện ở vùng có độ cao lớn vì họ cần phải đương đầu với những môi trường tác chiến khắc nghiệt hơn trong bối cảnh thách thức gia tăng. Sĩ quan này cho biết, lực lượng cơ giới của đơn vị đã băng qua vùng cao nguyên đầy tuyết không dùng đến đèn chiếu sáng và sau đó tiến hành tập trận bắn đạn thật vào ban đêm. Quân đội Trung Quốc cho biết các hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-11 sử dụng cỡ đạn 122 ly triển khai trên gầm xe tải đã được đưa tới quân khu Tân Cương. Trước đó, loại vũ khí này đã được triển khai tới cao nguyên Thanh Tạng, khu vực còn gần biên giới với Ấn Độ hơn, để tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật. Chuyên gia quân sự Trung Quốc ông Chu Thần Minh cho biết PHL-11 có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 50 cây số và có thể quét sạch một ụ pháo của đối phương chỉ trong vòng vài giây. Ông Chu nhấn mạnh rằng việc thay thế các hệ thống trang bị và vũ khí ở chiến khu Tây đã được đẩy nhanh trong những năm gần đây do căng thẳng với Ấn Độ về khu vực biên giới tranh chấp. Nhà phân tích quân sự tại Hồng Kông ông Tống Trung Bình cho biết thêm, gần như toàn bộ máy bay chiến đấu thế hệ cũ thuộc dòng J-7 tại chiến khu Tây đã được thay thế bằng dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm J-16 tiên tiến hơn. Một nguồn tin quân sự tiết lộ rằng Trung Quốc đang có kế hoạch đến cuối năm 2025 sẽ thay toàn bộ 300 máy bay J-7 bằng khoảng 200 chiếc J-16. Quý vị đang tiếp tục theo dõi Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, khi căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không ngừng gia tăng, thì thỏa thuận tàu ngầm AUKUS mới nhất giữa Mỹ, Anh và Úc có thể khiến cho Trung Quốc có thêm lý do để bành trướng sức mạnh quân sự. Với viễn cảnh đó, các nước ASEAN sẽ không tránh khỏi cảm giác bất an trước cuộc chạy đua vũ trang ngày càng khốc liệt giữa các cường quốc. Ba nước Mỹ, Anh và Úc tuần trước đã công bố thỏa thuận an ninh AUKUS. Theo đó, Úc sẽ được chuyển giao công nghệ để đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thế nhưng, thương vụ này đồng nghĩa với việc hợp đồng trị giá 40 tỷ giữa Úc với tập đoàn Naval Group của Pháp để đóng 12 tàu ngầm diesel điện sẽ bị hủy. Tức giận, Pháp cho rằng bị đồng minh đâm sau lưng và lập tức triệu hồi đại sứ nước này tại Canberra và Washington. Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Paris và Washington có thể là cơ hội tốt để Bắc Kinh cải thiện quan hệ với châu Âu, giữa lúc khối này vẫn tránh chọn phe giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, ông Ding Yifan, cựu phó giám đốc Viện Phát triển Thế giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện Trung Quốc nhận định, ở mức độ nào đó, thỏa thuận AUKUS làm giảm lòng tin của các đồng minh châu Âu về cam kết hợp tác của Mỹ và Bắc Kinh có thể tranh thủ cơ hội để phát triển quan hệ gần gũi hơn với châu Âu. Đồng tình với ý kiến trên, ông Ding Jun, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu thuộc Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải cho biết, xét về khía cạnh nào đó, Washington không quá bận tâm đến lợi ích của các đồng minh. Điều này có thể khiến châu Âu tăng cường tự chủ chiến lược hơn nữa. Không chỉ là cơ hội để Trung Quốc hàn gắn và thắt chặt quan hệ với các nước châu Âu, mặt khác thỏa thuận giữa Mỹ và Úc còn tạo động lực khiến Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự, theo Ali Wang. Nhà phân tích cấp cao tại AirAsia Group cho hay, nói với đài CNBC, ông dự đoán Bắc Kinh chắc chắn sẽ có đòn đáp trả động thái này, họ sẽ đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa quân đội, không để bị lép vế trước các nước phương Tây. Trong khi đó, Natalie Samhi, giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu quân sự World Research cho hay, một số nước Đông Nam Á sẽ đặc biệt lo ngại về phản ứng của Bắc Kinh đối với thỏa thuận tàu ngầm. Bà nhận định với tờ South China Morning Post rằng, nó có thể thúc đẩy Trung Quốc phát triển các phương án chống tàu ngầm phức tạp hơn và mở rộng khu vực hoạt động trên biển. Cả hai điều này sẽ không chỉ gây lo lắng cho Indonesia, mà còn với nhiều nước Đông Nam Á khác. Giới quan sát cho rằng dù bất đồng với Pháp có được dàn xếp và nỗi lo ở các nước châu Á sẽ được trấn an, nhưng nó vẫn cho thấy những thách thức ngày càng lớn với chính quyền Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực tập hợp lực lượng đồng minh cùng chí hướng đối phó Trung Quốc.
Trong một loạt các động thái phản ứng với Liên minh AUKUS, Trung Quốc đặc biệt trút cơn thịnh nộ lên nước Úc. Ông Victor Gao, người từng là thông dịch viên cho cựu chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, cũng vừa mới xuất hiện trên đài truyền hình Úc cho rằng người Úc thiểu não khi ký kết hiệp ước về công nghệ hạt nhân. Ông nói điều đó vi phạm trắng trợn luật lệ quốc tế và còn biến Úc trở thành một mục tiêu tấn công nếu chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Cụ thể, ông Victor Gao, hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu, phát biểu trên đài ABC rằng, thông qua việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Úc đã tự mình bước ra trước làn đạn. Khi trang bị tàu ngầm hạt nhân, bản thân Úc đã trở thành một mục tiêu cho nguy cơ tấn công hạt nhân trong tương lai, ông Gao nói. Khi người dẫn chương trình Stan Grant của đài ABC phản pháo, đặt vấn đề vì sao Úc lại là mục tiêu tấn công bởi các tàu ngầm chỉ chạy bằng năng lượng hạt nhân và không mang đầu đạn hạt nhân. Đáp lại, ông Gao ngang nhiên nói rằng, mỗi hành động của Úc đều dẫn tới hậu quả. Úc cùng Mỹ và Anh đang bị cáo buộc vi phạm hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Không chỉ né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của đài ABC, chuyên gia Gao từ Trung Quốc còn lên giọng lên án Canberra vì thắt chặt hợp tác quân sự với Washington. Ông nói, Úc đã cắt máu ăn thề với Mỹ, sẵn sàng tham chiến khi Lầu Năm Góc kêu gọi. Ông Gao cho rằng người Úc không hề dùng não mà chỉ có cơ bắp. Truyền thông Úc nhận thấy không chỉ có ông Gao mà hàng loạt báo đài nhà nước Trung Quốc đều đang đồng loạt lên án hiệp ước AUKUS, ra sức đe dọa Canberra. Thời báo Hoàn Cầu của chính phủ Trung Quốc viết rằng, giữa vô số đồng minh, việc Úc quyết định sở hữu công nghệ tàu ngầm từ Mỹ cho thấy sự ủng hộ của Canberra đối với ý tưởng của Washington về thiết lập một hệ thống quốc tế để kiềm hãm sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc. Úc không còn muốn là quốc gia độc lập nữa mà dần biến thành con tốt của Mỹ, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ cho Canberra. Hiện giờ Úc đang đối mặt với hậu quả nguy hiểm nhất, dễ trở thành bia đỡ đạn nếu xung đột vũ trang bùng nổ ở khu vực, trích bình luận của tờ Hoàn Cầu. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton đã bảo vệ thỏa thuận AUKUS, đồng thời cho rằng những bình luận của truyền thông Trung Quốc là không hiệu quả, thiếu chính chắn và cực kỳ đáng xấu hổ. Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo thỏa thuận sở hữu 8 tàu ngầm chạy bằng công nghệ hạt nhân ký kết với Anh và Mỹ là nhằm đối phó hiệu quả trước những mối đe dọa đối với nền hòa bình và ổn định ở khu vực. Động thái của Úc tiến hành giữa lúc hàng loạt chiến hạm Trung Quốc liên tục quấy rối vùng biển xung quanh Nhật Bản, Indonesia và Đài Loan, và chắc chắn tham vọng của Bắc Kinh sẽ không dừng lại. Phản ứng tức giận của Trung Quốc đối với AUKUS chắc chắn không thể tránh khỏi và cũng là điều mà Mỹ, Anh và Úc sẵn sàng ứng phó. Thế nhưng nếu như so kè với đối thủ, cần một lòng dũng cảm và sự khôn ngoan, thì để xoa dịu đồng minh cũng đòi hỏi những phẩm chất tương tự. Giới chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ, Mỹ sẽ làm thế nào để hàn gắn rạn nứt với Pháp, bên chịu thiệt hại không nhỏ sau hiệp ước AUKUS. Nếu quan hệ giữa Washington và Paris cứ tiếp tục rơi tự do, đó sẽ là đòn giáng nặng nề đối với nỗ lực tái thiết liên minh chống Trung Quốc của Mỹ. Hồi tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có chuyến công du đến Pháp như một cách hàn gắn những rạn nứt mà chính quyền tiền nhiệm để lại. Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói đùa bằng tiếng Pháp ở Paris, chụp ảnh tự sướng với giới trẻ Pháp và chia sẻ rất nhiều về việc hồi sinh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Động thái này vốn được xem như một làn gió mới cho mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh lâu năm. Khác với cựu Tổng thống Donald Trump, người đi theo chủ trương nước Mỹ trên hết với hàng loạt chính sách khó lường kéo theo các cuộc khủng hoảng ngoại giao với châu Âu, chính quyền ông Biden tỏ ra mềm mỏng, hòa nhã và thiện chí hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ êm thấm chưa được bao lâu thì Washington lại đi vào vết xe đổ, rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Pháp sau thỏa thuận ba bên với Anh để cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Paris bị gạt khỏi cuộc chơi và mất hợp đồng béo bở trị giá 40 tỷ đô la đóng tàu ngầm cho Úc vào tay Mỹ, Anh. Pháp gọi đó là hành động tàn nhẫn, ví như một cú đâm sau lưng. Giới quan sát cho rằng chưa bao giờ nước này dùng những ngôn từ mạnh mẽ như vậy với đồng minh. Sau đó là động thái triệu hồi đại sứ ở cả Úc và Mỹ. Paris cáo buộc chính quyền ông Biden hành động giống như chính quyền tiền nhiệm của ông Trump. Giới phân tích cho rằng đây không chỉ là cuộc tranh chấp thương mại mà còn là khủng hoảng lòng tin. Và dù Mỹ hy vọng có thể nhanh chóng thổi bay những mâu thuẫn hiện tại thì chắc chắn sẽ không để xóa nhòa đi sự ngờ vực về mặt thống nhất mà Washington đang tìm cách xây dựng để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Thỏa thuận tàu ngầm ba bên giúp Mỹ tăng cường sức mạnh của mình và các đồng minh khi đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng thiệt hại do sự xa lánh của Pháp có thể lớn hơn cả điều này. Ông Francois Hebel, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, Trung Quốc chắc hẳn đang vô cùng đắc ý, họ đang mong đợi có thể mượn gió bẻ măng, loại bỏ màn song kiếm hợp bích của châu Âu và Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mặc dù mối quan hệ Mỹ-Úc trở nên hùng cường hơn sẽ khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại. Tuy nhiên, Pháp, cường quốc quân sự hàng đầu của EU và đang có lập trường chống Trung mạnh mẽ cũng là cái gai lớn trong Bắc Kinh. Ông Hebel cho rằng, khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Úc-Anh có thể khiến Pháp thu hẹp trọng tâm
tập trung vào các lợi ích cụ thể ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thay vì nỗ lực đẩy lùi Trung Quốc. Dù có những căng thẳng cao trào, nhưng về cuối tuần này, thì mâu thuẫn ngoại giao Pháp-Mỹ đã hạ nhiệt sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Emmanuel Macron và ông Joe Biden. Tiếp đó, thì Pháp đã đồng ý cử đại sứ quay trở lại Washington, Mỹ. Và Mỹ cũng đã thừa nhận sai sót vì đã hợp tác với Úc để phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân mà không tham vấn Pháp, đồng thời cho biết hai nước cam kết sẽ xây dựng lại niềm tin sau vụ việc lần này. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron điện đàm trong 30 phút, hai nhà lãnh đạo nhất trí khởi động các cuộc tham vấn để xây dựng lại lòng tin và sẽ gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10. Tuyên bố chung của Mỹ và Pháp cho biết, sau các cuộc tham vấn cởi mở này, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng những vấn đề chiến lược giữa Mỹ đối với Pháp và các đối tác châu Âu sẽ đi theo hướng có lợi. Thư ký báo chí Nhà Trắng James Psaki mô tả cuộc gọi là thân thiện và nhận định triển vọng việc cải thiện quan hệ là rất cao. Khi được hỏi liệu ông Biden có xin lỗi ông Macron hay không, bà Psaki cho biết Tổng thống thừa nhận rằng lẽ ra nên tham vấn với Pháp nhiều hơn. Và thưa quý vị, căng thẳng bất ngờ giữa Paris và Washington tuần này cũng đã nhấn mạnh sự thật rằng châu Âu không thể tách rời khỏi cuộc đối đầu gay gắt của Mỹ và Trung Quốc vì hậu quả của nó ảnh hưởng đến toàn cầu. Trên thực tế, các nước Liên minh châu Âu trong bản đề xuất chiến lược mới đây về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã quan ngại vấn đề Trung Quốc ra sức bành trướng quân sự. EU nêu rõ, việc phô diễn sức mạnh và gây ra căng thẳng cao trào ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như eo biển Đài Loan có thể ảnh hưởng trực tiếp đối với an ninh và thịnh vượng của châu Âu. Các nhà quan sát cho rằng, dù không có tranh chấp trực tiếp về chủ quyền, song châu Âu cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu Mỹ-Trung. Khối Liên Âu nhấn mạnh cần phải tăng cường đối thoại với Bắc Kinh nhằm khuyến khích Trung Quốc đóng góp cho nền hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực. Cùng lúc đó, EU lên kế hoạch tăng cường hiện diện hải quân và hợp tác an ninh chung với các nước ở châu Á. Đức, quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, hồi tuần trước đã bị tạt một gáo nước lạnh khi Bắc Kinh thẳng thừng từ chối cho khinh hạm Bavaria cập cảng. Chuyên gia Garima Mohan từ Quỹ Marshall của Đức nêu quan điểm, Trung Quốc đang nói với Đức rằng cách tiếp cận của họ không được hoan nghênh. Đức phải có lập trường không thể vừa làm ăn lại vừa đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Đức phải có chiến lược rõ ràng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không thể tỏ ra trung lập. Các nước EU khác, nổi bật là Pháp, cũng gửi tàu chiến tuần hành hay tập trận ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gần đây, Anh Quốc cũng gửi nhóm tác chiến tàu sân bay hùng mạnh nhất của họ đến khu vực trong nhiều tháng. Đáng chú ý, nếu như Đức nhận gáo nước lạnh từ Trung Quốc, thì Pháp lại ê chề với thỏa thuận ba bên của Mỹ, Anh và Úc. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về nỗ lực hợp tác toàn diện của các đồng minh Washington, rằng liệu họ có thể cùng nhau chống lại sức ảnh hưởng ngày càng rộng khắp của Bắc Kinh hay không. Trước cuộc điện đàm hàn gắn giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Pháp, nhiều nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại cho mối quan hệ giữa hai cường quốc này. Lawrence Norden, nhà phân tích tại Viện Pháp về quan hệ quốc tế, nói rằng thật thất vọng khi Mỹ không báo trước cho Pháp về hiệp ước AUKUS. Nữ chuyên gia nhận định vẫn có cách để thực hiện thỏa thuận mà không làm tổn thương châu Âu. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng rất quan trọng đối với EU. Nhìn về tương lai, châu Âu sẽ cần có thời gian để tiến hành dần chính sách xoay trục về châu Á. Tuy nhiên, chính sách mới đã thể hiện tầm nhìn của họ về nỗ lực hợp tác với Mỹ và các đồng minh ở khu vực, điều mà trước đây EU chưa cam kết mạnh mẽ đến vậy. Trong bản đề xuất chiến lược, EU đang bày tỏ mong muốn đổ nguồn lực khổng lồ của họ cho sự hợp tác với bộ tứ kim cương, khối ASEAN và nhiều bên khác. Tuy nhiên, nếu Mỹ và EU thiếu thấu hiểu về chiến lược của nhau, nỗ lực hợp tác đôi bên sẽ gặp nhiều trắc trở. Chuyên gia Mohan cho rằng, một điều chắc chắn là các cường quốc đều đang quan tâm lớn đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thế nhưng, mỗi nước phương Tây lại có một cách nhìn nhận khác nhau về mối đe dọa của Trung Quốc. Quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Thế Giới trong tuần trên kênh FBNC. Vừa rồi thì chúng ta đã điểm qua hàng loạt các sự kiện căng thẳng trên trường quốc tế và có thể thấy cuộc đối đầu Mỹ-Trung vẫn là phong nền chủ đạo cho hầu hết các mâu thuẫn. Điều này cũng khó tránh khi mà chính quyền Tổng thống Joe Biden ngay từ đầu đã xác định Trung Quốc là đối thủ chính yếu và là mối nguy hiểm lớn nhất đối với vị thế lãnh đạo của Mỹ trong thế kỷ 21. Ngược lại, Bắc Kinh trỗi dậy mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, công nghệ và không ngừng hiện đại hóa quân đội, tăng cường các sự việc gây kích động. Nói về khí tài Trung Quốc, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, nước này sắp biên chế máy bay tác chiến điện tử J-16D vào lực lượng không quân, được cho là thừa hưởng nhiều công nghệ tiên tiến của cả Mỹ và Nga. Điều này có ý nghĩa chiến lược ra sao với không quân Trung Quốc? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin hôm thứ Tư, máy bay J-16D đã hạ cánh xuống Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào chiều ngày thứ Ba để chuẩn bị cho màn ra mắt tại Air Show China được tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại thành phố này.
Trang web southern.com có trụ sở tại Quảng Đông đưa tin J-16D là máy bay tác chiến điện tử được phát triển dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu J-16. Một trong những đặc điểm khác biệt nhất của J-16D so với J-16 là hai thiết bị tác chiến điện tử lớn trên cánh máy bay sẽ được sử dụng để phá vỡ và gây nhiễu các thiết bị điện tử của đối phương, bao gồm hệ thống radar và thông tin liên lạc. Đồng thời, J-16D cũng được loại bỏ cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại ở phía trước buồng lái vì vai trò chính của nó không còn là tác chiến không đối không. J-16D cũng được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới và động cơ sản xuất trong nước. Trong các tình huống thực chiến, máy bay tác chiến điện tử có thể đi cùng với các máy bay chiến đấu khác và hỗ trợ chúng trong tác chiến điện tử, chẳng hạn như tiến hành gây nhiễu hoặc đánh lừa đối phương. Chúng cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở lắp đặt, radar, thù địch hoặc máy bay cảnh báo sớm. Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc nhận thức được tầm quan trọng của tác chiến điện tử và cuộc chiến trong không gian điện tử và cho rằng nếu ai giành được chiến thắng trong lĩnh vực này sẽ có được lợi thế trên chiến trường bằng cách vô hiệu hóa khả năng nhìn, nghe và liên lạc của kẻ thù. Các nhà phân tích cho biết ở một mức độ nào đó, máy bay tác chiến điện tử quan trọng hơn máy bay tàng hình. Báo cáo của CCTV cho biết J-16D được sơn phù hiệu của PLA. Điều này có nghĩa là máy bay đang hoạt động và sắp được đưa vào biên chế của lực lượng không quân Trung Quốc. Dù cho Trung Quốc đang liên tục đẩy mạnh phát triển sức mạnh quốc phòng, nhưng càng phô diễn thì gót chân Asin của quân đội nước này càng hiện rõ. Mới đây, tờ báo Nhật Bản Nikkei Asia chê bai binh lính Trung Hoa thiếu sĩ khí chiến đấu, trong khi đây có thể là yếu tố quyết định thành bại khi bùng nổ giao tranh. Tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin cho rằng trong gần một thập kỷ, Trung Quốc bận rộn ở Biển Đông, đầu tiên là xây dựng các đảo nhân tạo, sau đó triển khai thiết bị radar và tên lửa để ngăn chặn máy bay và tàu quân sự nước ngoài tiếp cận khu vực này. Và cuối cùng là triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược có khả năng phóng tên lửa đạn đạo trên mặt trận biển. Không những vậy, nguồn tin từ Nikkei còn dẫn lại dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã và đang xây dựng các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới ở một vùng sa mạc nội địa. Hoạt động còn lại là phát triển về vấn đề nhân lực bằng cách nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh ở Trung Quốc. Trước những thống kê trên, các chuyên gia cho rằng đằng sau những động thái này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang phải đối mặt và giải quyết những lo ngại liên quan đến giữ vững tinh thần hay khả năng của binh sĩ trong việc sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Bởi bên cạnh ma trận khí tài, vấn đề con người vẫn là những yếu tố tham gia tác chiến trực tiếp. Về việc Trung Quốc gấp rút xây dựng các căn cứ ICBM mới ở các vùng sa mạc nội địa, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ mặc dù Trung Quốc đã quân sự hóa một số vùng biển ở Biển Đông và triển khai nhiều loại khí tài hạng nặng, nhưng đại lục đã thể hiện việc không còn tự tin có thể bảo vệ khu vực này nếu như xung đột phát sinh. Tờ Nikkei cũng dẫn lại một minh chứng điển hình cho khả năng đi xuống của Bắc Kinh. Đó là vào tháng 1 năm 2018, một tàu ngầm Trung Quốc đã bẻ mặt khi tiết lộ về khả năng hoạt động kém hiệu quả. Chiếc tàu ngầm đang di chuyển dưới đáy biển ở khu vực tiếp giáp quần đảo Senkaku của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nhanh chóng bị lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát hiện. Theo luật pháp quốc tế, lực lượng phòng vệ hàng hải có thể coi con tàu này như một tàu ngầm không xác định đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản khi đang chìm dưới nước. Nhiều quan chức Nhật Bản và Mỹ đã phê phán đây là biểu hiện cho sự xuống chất của quân đội Trung Quốc. Thậm chí, Hải quân Trung Quốc đang thực hiện chương trình đóng tàu sân bay, như một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán, hàng không mẫu hạm Trung Quốc sẽ không rời quân cảng của họ trong các cuộc xung đột vì lo sợ chúng có thể bị tấn công và đánh chìm. Đây là một phần lý do tại sao quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Số lượng tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc triển khai đã tăng lên vài nghìn tên lửa. Trung Quốc tồn tại các điểm yếu to lớn nhưng đại kình địch Mỹ cũng không hoàn hảo. Các kỹ sư hàng không Trung Quốc gần đây nói rằng họ đã tìm ra những điểm yếu quan trọng cản trở khả năng hoạt động của dòng máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của Mỹ. Cụ thể hơn, kỹ sư cấp cao Lu Yuanji vừa phát hiện dòng UAV trợ chiến XQ-58A Valkyrie mà Mỹ đang phát triển không giỏi khi chiến đấu trên không. Theo tính toán của ông và đồng nghiệp, XQ-58A chỉ chịu được lực kéo gấp khoảng 1,7 lần trọng lực khi quay đầu. Trong khi đó, các tiêm kích tham gia không chiến phải chịu được lực kéo gấp 7 lần trở lên. Ông Lu, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay Thẩm Dương Trung Quốc nhận định đây là một điểm yếu khiến hiệu suất chiến đấu của UAV giảm đáng kể. Tuy nhiên, kỹ sư cũng cho hay thiết kế khác thường trên không phải là không mang lại lợi ích gì. Theo đó, quá trình đảo ngược thiết kế của XQ-58A cho thấy bước đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền dữ liệu. UAV trợ chiến như XQ-58A sẽ dần trở thành chủ lực trên chiến trường và dẫn đầu trong mô hình tác chiến phối hợp giữa người và máy, các kỹ sư Trung Quốc viết trong bài báo đăng trên tạp chí thiết kế máy bay. Được biết,
XQ-58A là một trong các trụ cột trong chương trình Skybox của Không quân Mỹ với mục tiêu sử dụng UAV dùng trí tuệ nhân tạo. Hoa Kỳ muốn các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 được hỗ trợ trong chiến đấu hoặc giám sát. Theo South China Morning Post, Trung Quốc nhiều lần bày tỏ quan ngại về uy lực đáng gờm của những mẫu UAV như XQ-58A. Đặc biệt, trong trường hợp đụng độ Mỹ-Trung nổ ra. Hồi đầu năm nay, một nghiên cứu quân sự của Trung Quốc còn cảnh báo Mỹ có thể triển khai một lượng lớn UAV XQ-58A trên các đảo nhỏ hoặc chiến hạm ở phía đông đảo Đài Loan. Trong kịch bản đánh chiếm hòn đảo, nhờ vào hệ thống rocket trợ lực cất cánh, những chiếc XQ-58A có thể nhanh chóng tạo thành 7 UAV lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với quân đội Trung Quốc khi họ băng qua eo biển Đài Loan. Chúng thậm chí có thể tấn công một số mục tiêu ở Trung Quốc đại lục với sự hỗ trợ của công nghệ tàng hình hoặc dọn đường cho các phi đội F-22 và F-35. Theo tờ Nhật báo Hồng Kông, nhóm của kỹ sư Lu Yuanji cho biết nghiên cứu của họ không nhằm vào mục đích sao chép XQ-58A mà chỉ muốn tìm ra động lực khiến Mỹ phát triển mẫu UAV chiến đấu này. Hồi tháng 8 vừa qua, Không quân Mỹ đã trao đổi hợp đồng trị giá 13,2 triệu đô la cho hãng Kratos nhằm đưa XQ-58A vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong 2 năm tới. Chiếc XQ-58A đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Mỹ trong năm nay. Còn về phía Trung Quốc, quân đội nước này cũng đang phát triển UAV siêu vật âm có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc hơn thế nữa. Một nghiên cứu của các chuyên gia không quân Trung Quốc gần đây cho biết UAV siêu vật âm có thể bắt kịp F-22, phóng tên lửa hoặc nã pháo từ phía sau. Và liên quan đến căng thẳng không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết hai siêu cường thế giới nên hòa hợp với nhau, tuy nhiên cần lưu ý không làm mất đi bản sắc của mỗi quốc gia. Bài phát biểu của ông Tần dựa theo bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra tại cuộc tranh luận chung của khóa họp thứ 76 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, trong đó nói rằng một thế giới hòa bình và phát triển cần phải quy tụ đủ các nền văn minh dưới nhiều hình thức khác nhau và việc hiện đại hóa cục thế cũng cần phải có nhiều cách thức đa dạng. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết, dân chủ không phải là một quyền đặc biệt dành riêng cho bất kỳ quốc gia nào, mà là một quyền cho người dân của tất cả quốc gia. Đại sứ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quan hệ là nhờ các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Tuy nhiên, ngày nay, sự hiểu lầm và đánh giá sai về Trung Quốc đã và đang gia tăng ở Hoa Kỳ. Một trong những điều cơ bản là xác định mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc là dân chủ chứ không phải chủ nghĩa độc tài và gây ra sự đối đầu về ý thức hệ, thứ đã dẫn đến những khúc mắc nghiêm trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. We never say that our system is the best. Chúng tôi không bao giờ nói rằng hệ thống của chúng tôi là tốt nhất, bởi vì Trung Quốc biết rằng chỉ có những gì phù hợp mới là tốt nhất. Tốt hay không, không nên được đánh giá bởi những gì chúng tôi nói, mà là những gì chúng tôi làm. Hai nước chúng ta không nên và không thể thay đổi sự khác biệt. Thay vào đó, chúng ta nên phá bỏ các rào cản ý thức hệ, loại bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, tôn trọng các quốc gia khác và hòa hợp với nhau mà không đánh mất sự khác biệt của chính mình để chung sống hòa bình với nhau. Ông Tần nói thêm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh Trung Quốc và Hoa Kỳ cần thể hiện tầm nhìn rộng lớn và gánh vác những trách nhiệm lớn lao. Hai nước cần nhìn về phía trước, thúc đẩy và đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng, phát triển ổn định càng sớm càng tốt. Giữa cuộc đối đầu gay gắt với Trung Quốc, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã cố gắng dập tắt những nghi ngờ về vai trò lãnh đạo của Washington sau những cuộc khủng hoảng gần đây. Đáng chú ý, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ không tìm cách tái khởi động kỷ nguyên xung đột toàn cầu như thời kỳ bế tắc kéo dài hàng chục năm với Liên Xô. Dù ông Biden không chỉ đích danh Trung Quốc trong bài phát biểu, thế nhưng các nhà quan sát nhận định Tổng thống Mỹ đang nói về quan hệ với Bắc Kinh. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình để chia sẻ thách thức, ngay cả khi chúng ta có bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác. Theo New York Times, trong bài phát biểu dài hơn 30 phút của mình, ông đề cập rất ít đến các chỉ trích toàn cầu gần đây nhắm thẳng vào Mỹ, bao gồm liên quan đến chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan và cuộc khủng hoảng ngoại giao với Pháp sau thỏa thuận tàu ngầm với Úc. Hai sự kiện hoàn toàn khác nhau trên đã khiến không ít đối tác đặt câu hỏi về cam kết của ông Biden trong việc trao quyền cho những liên minh truyền thống. Một số thậm chí còn cáo buộc ông đang tiếp tục theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết từ người tiền nhiệm Donald Trump, chỉ là với ngôn ngữ nhẹ nhàng, thuyết phục hơn. Ngoài ra, mặc dù Tổng thống không nhắc đến Trung Quốc một lần nào trong bài phát biểu, song bóng dáng Trung Quốc vẫn ẩn hiện khi ông đề cập đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. United States remains committed to preventing Iran.
Chúng tôi sẽ ủng hộ các đồng minh và bạn bè, đồng thời chống lại những nỗ lực của các nước mạnh hơn nhằm thống trị các nước yếu hơn thông qua hành vi thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế, bóc lột hoặc truyền bá thông tin sai lệch. Thời gian qua, Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Bắc Kinh bắt hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người các cộng đồng thiểu số Hồi giáo khác vào các trại cải tạo ở Tân Cương, cưỡng bức lao động và các vi phạm nhân quyền khác. Chính phủ Mỹ còn từng mô tả các vi phạm của Trung Quốc tại Tân Cương là tội ác diệt chủng. Những điều trên cho thấy, mặc dù khẳng định Washington không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới, thế nhưng vẫn tồn tại tình thế đối địch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo New York Times, thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Úc rõ ràng là một nỗ lực nhằm thiết lập lại thế cân bằng sức mạnh hải quân ở Thái Bình Dương đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ cũng đang cố gắng ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ phức tạp và hệ thống thông tin liên lạc của phương Tây. Vài giờ sau khi ông Biden rời bục, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu là một đoạn video được ghi sẵn. Trong đó, ông bác bỏ những miêu tả về chính phủ của ông là đàn áp và bành trướng, cũng như Tổng thống Biden, ông Tập không hề nêu đích danh tên của đối thủ. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên tiếng cảnh báo Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông Guterres cho rằng sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu có thể cắt xẻ thế giới làm đôi với mỗi bên sử dụng hệ thống tiền tệ, Internet và quy định tài chính riêng. Thưa quý vị, khép lại bản tin ngày hôm nay với một động thái liên thủ mới của Mỹ và các thành viên Bộ Tứ Kim Cương để tiếp tục kềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc. Theo đó, vào hôm 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì cuộc họp thượng đỉnh tại Nhà Trắng với lãnh đạo của các nước thành viên nhóm Bộ Tứ là Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Kim Cương được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất đối với ảnh hưởng của nước Mỹ tại châu Á trong thời gian tới. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm chính sách của Mỹ đang xoay chuyển mạnh mẽ. Vì thế, một số chuyên gia nhận định, việc nhóm Bộ Tứ chọn làm gì trong tương lai sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Malcolm Davis, nhà phân tích tại Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận định với đài CNN rằng nhóm Bộ Tứ không phải là một phiên bản NATO châu Á, nhưng rõ ràng là đang hướng đến hợp tác an ninh sâu rộng hơn. Đồng tình với ý kiến này, một số chuyên gia còn cho hay, với một Trung Quốc trở nên ngày càng quyết đoán hung hãn, thì mặt trận quân sự sẽ tiếp tục là sàn đấu khốc liệt giữa Trung Quốc và nhóm Bộ Tứ, cũng như các nước cùng chung chí hướng. Theo bà Bonnie Lin, Giám đốc Dự án Quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, chính việc Bắc Kinh trở nên mạnh bạo hơn đã tạo điều kiện cho các nước tập hợp để chống lại Trung Quốc. Ông Michael Green, Phó Chủ tịch cấp cao về châu Á tại CSIS còn nhận định, tôi nghĩ nước Anh rất muốn hợp tác với Bộ Tứ và thỏa thuận tàu ngầm AUKUS với Mỹ vừa qua là một minh chứng. Thậm chí những nước như Canada, Hà Lan hay New Zealand cũng có thể sẽ muốn bắt tay với Bộ Tứ. Trong khi đó, các cuộc giao tranh ở biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ cũng như động thái xây dựng các cảng ở Ấn Độ Dương đã khiến cho New Delhi trở nên quyết liệt hơn trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Giới quan sát cho rằng, việc Bộ Tứ sẵn sàng hợp tác sâu rộng đến đâu để đối phó với một mối đe dọa trên thì còn tùy thuộc vào New Delhi, vốn trước đây vẫn chưa bày tỏ rõ lập trường vững chắc tham gia hành động chung. Ông Richard Russell, cố vấn cấp cao về quan hệ Mỹ-Ấn tại CSIS nhận xét, viễn cảnh tương lai có thể sẽ là trong các cuộc tập trận Malabar mà Ấn Độ đăng cai, không chỉ có các thành viên Bộ Tứ mà còn có Hải quân Hoàng gia Anh, Canada hay Hà Lan. Bên cạnh các yếu tố trên, một trong những điểm chính có thể được đặt trên bàn thảo luận trong cuộc gặp lần này là vấn đề Đài Loan. Theo đài CNN, Bắc Kinh trong năm qua đã tăng cường hoạt động quân sự răn đe Đài Loan và thề sẽ thu hồi hòn đảo bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, tham vọng đó đang gặp nhiều trở ngại. Không chỉ có Mỹ mà Úc và Nhật Bản gần đây cũng lên tiếng ủng hộ Đài Bắc. Hồi tháng 7, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso phát biểu rằng Tokyo nên hợp lực với Washington để bảo vệ hòn đảo khỏi bất kỳ cuộc xâm lược nào. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 8, lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Bộ Tứ đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và an ninh ở eo biển Đài Loan. Theo chuyên gia Bonnie Glaser, từ tuyên bố trên cho thấy Đài Loan đã tiếp tục là vấn đề then chốt trong chính sách của Bộ Tứ. Điều này báo hiệu New Delhi có thể sắp tung ra một bước đi mạnh mẽ bất ngờ. Bắc Kinh đã nghe tiếng nói ủng hộ từ Úc và Nhật Bản nhưng chưa bao giờ nghe từ Ấn Độ. Và bà Glaser nghĩ rằng đó sẽ là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc. Một Bộ Tứ thống nhất có thể ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Thế nhưng giới phân tích nhận định, thông điệp của nhóm Bộ Tứ sẽ khá cẩn trọng và không để quá khiêu khích, tránh dẫn đến những cuộc đụng độ không mong muốn. Thưa quý vị, Thế giới trong tuần trên kênh FBNC cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trong suốt nội dung của chương trình. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của tuần sau.